Con người sinh ra đều không tránh khỏi được quy luật của tự nhiên, đó là sinh lão bệnh tử. Nhưng với một số người, cuộc sống dường như không phải lúc nào cũng như vậy. Với họ, việc trải qua những giờ phút cận kề với cái chết, được trở về với cuộc sống thường ngày như một sự tái sinh. Và như vậy, họ chính là những người có cảm nhận rõ ràng nhất, chân thực nhất về giá trị của cuộc sống này. Cuộc sống là một chuỗi những ngày dài với bao những khúc mắc tâm sự, không biết phải giãi bày cùng ai. Một cuộc sống thật thầm lặng và cô đơn, hay chỉ đơn giản không muốn tỏ ra là người yếu đuối. Nhưng đâu đó, những tâm sự chất chứa cứ như con thuyền đang ngược dòng, ngày càng chất nặng ưu phiền. Cần lắm ai đó chia sẻ, cần lắm ai đó lắng nghe những tâm sự của mình. Còn đối với những bệnh nhân mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo thì việc có một bờ vai để dựa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một mục đích sống có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại của một con người. Hôm nay, chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm Cầu, thôn Thượng, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội đến Bệnh viện Hy vọng mới để kiểm tra lại sức khỏe của mình. Nhưng lần này, chị không còn phải nằm trên cáng nữa, mà chị tự đi bằng đôi chân của mình. Cảm giác ấy thật khó diễn tả. Nó vừa chân thực, lại vừa lâng lâng. Một việc tưởng như rất đơn giản, nhưng đối với chị Tuyết và gia đình chị là cả một hành trình từ cõi chết trở về. Cuối năm 2010, chị Tuyết có hiện tượng đau nửa đầu, chân tay có biểu hiện tê bì. Đi khám và chụp CT ở nhiều nơi, các bác sĩ phát hiện chị có hiện tượng chảy máu não. Các loại thuốc mà các bác sĩ kê đơn, chị uống không thấy có hiệu quả gì. Trước sự tiến triển tiêu cực của bệnh, cả gia đình đã quyết định đưa chị đến Bệnh viện Bạch Mai để chữa trị. Ban đầu thì tôi thấy đau nửa đầu thì đi khám, thì ra viện Bạch Mai thì chụp chiếu thì bác sĩ bảo là bị chảy máu não, là nằm ở đấy thì mất 21 ngày, thì càng ngày nó càng nặng, không thấy biến chuyển gì cả, mà càng ngày thấy người nó sức khỏe nó càng giảm sút đi, mà người đầu nó đau, đầu nó đau, gáy đau, không cựa quậy được. Vào Bệnh viện Bạch Mai với hy vọng sẽ được chữa khỏi bệnh, nhưng dường như số phận vẫn thử thách chị. Nằm viện 21 ngày nhưng các bác sĩ vẫn chưa chẩn đoán ra bệnh. Trong thời gian ấy, chị Tuyết dường như cảm thấy cánh cửa số phận như đóng sập trước mắt mình. Mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Chỉ trong mấy chục ngày mà chị đã bị giảm đi hơn chục cân. Sức khỏe của chị trở nên mong manh hơn. Chẳng những thế, không khí ngột ngạt trong bệnh viện càng làm cho tinh thần người bệnh suy yếu đi nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng quá tải tại bệnh viện đã khiến cho các bệnh nhân và người nhà không được hưởng dịch vụ một cách tốt nhất. Điều này càng khiến cho gia đình người bệnh hoang mang, bệnh tình tiến triển theo chiều hướng tiêu cực. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nằm ở trong bệnh viện thì càng ngày mình thấy lặng, thì mình tinh thần nó suy sụp nữa. Thôi là những lúc mình cứ toàn khóc thôi. Nghĩ là sức khỏe này thì mình cứ khóc, mà kiểu này thì khéo không sống được. Mỹ càng ngày nó càng sức khỏe nó càng giảm sút, mà mới đầu thì ở bệnh viện là họ chuẩn đoán là bị chảy máu não, thế là họ cho làm bất di bất dịch, là mình không, nhưng mà họ chuẩn đến ngày thứ 21 thì lúc ý họ mới chuẩn đoán là mình bị u não. Khi nhà tôi mắc cái bệnh hiểm nghèo như vậy thì trước hết là cái việc như vậy là chăm sóc cũng như là điều trị ở Bạch Mai nó cũng không được đảm bảo, và tình trạng sức khỏe nó yếu đi, cho nên là cái tư tưởng của bản thân tôi cũng toàn thể các thành viên trong gia đình là cực kỳ buồn chán, mà cảm thấy cũng biết rất là thương vợ mình nằm bệnh viện ở đấy mà bệnh nó càng có xấu đi, tinh thần có thể nói là tôi cũng bị suy sụp rất nhiều về ý chí. Cho nên là suốt quá trình nằm ở Bạch Mai có thể nói rằng là những không ngày nào mà tôi không liên tưởng đến cái tình trạng nó xấu đến mức độ mà tôi cũng định hình ra được có khi không vượt qua nổi. Nằm tại khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai đến ngày thứ 21, chị được các bác sĩ hội trần và được chẩn đoán chị có một khối u trong não, chèn ép gây chảy máu não. Do nằm nhiều ngày, cộng với tinh thần mệt mỏi, sức khỏe của chị Tuyết bị suy giảm đáng kể. Từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, nay chị không tự đi lại được. Do nằm nhiều, nên một bên vai của chị đã bị hoại tử. Trong hoàn cảnh đó, không chỉ riêng chị Tuyết, mà ngay cả những người thân trong gia đình cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nằm ở Bạch Mai thì bệnh viện nó quá tải, mà kể cả nằm cái hôm đầu, mình nằm cái hôm mà bắt đầu từ thần kinh mà chuyển sang u biếu còn không có chỗ nằm. Mình còn nằm ở ngoài hành lang mất một đêm đến mà trời thì rất là rét, chỉ có khóc thôi. Nó quý chỉ có khóc, nên nghĩ bảo như này thì kéo không sống nổi đâu. Nghĩ cứ khóc suốt đêm thôi. Là trước khi mà chuyển sang đấy là ở Bạch Mai là như thế. Quá trình điều trị Bạch Mai thì thực tế là nó quá tải đến mức độ mà ngoài cái sức tưởng tượng của bản thân tôi. Về sức quá tải có thể nói là mang tính chất gọi là tôi là người khỏe mà tôi nhiều khi tôi vào tôi cảm thấy mình có khi mắc bệnh đến yếu đi dần, chứ chưa là những người bệnh quá tải đến mức độ ghê gớm. Mà tóm lại là người khỏe cũng cảm thấy vào là không khí cũng cảm thấy mệt, chưa nói bệnh nhân. Chính vì thế cho nên là cái tư tưởng nó cũng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, đến sức khỏe bệnh nhân. Chưa kể đến vấn đề như vậy này, công tác phục vụ chăm sóc bệnh nhân thì quả thật là ngoài cái việc quá tải ra, cái tính chất để chăm sóc bệnh nhân tôi nghĩ là cái chất lượng nó thấp lắm, không đảm bảo. Chính vì thế cho nên là bệnh nhân nó càng ngày càng yếu đi, yếu dần đi, sức khỏe thì ăn không ăn được, mà áp lực của bệnh nhân với nhau nó quá tải quá đông, mà tính chất phục vụ thì nó diễn ra nó cũng không được như mong muốn, cho nên là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề sức khỏe. Tưởng như kết cục xấu nhất sẽ đến với gia đình chị Tuyết, nhưng điều kỳ diệu của cuộc sống đã đến với vợ chồng anh chị. Trong một lần xem chương trình Cuộc chiến ung thư trên kênh VTC14 của đài truyền hình kỹ thuật số, gia đình chị đã thấy nhiều bệnh nhân u não được cứu chữa bằng phương pháp mổ gamma hiện đại, phối hợp với điều trị nội khoa bằng thuốc của Viện Nghiên cứu Điều trị các bệnh hiểm nghèo. Điều này đã nhen lên trong gia đình chị Tuyết ngọn lửa của hy vọng. Thì nghe tin bên Bệnh viện Hy vọng mới này là chữa chuyên về u não như thế mà nhiều ca khỏi rồi thì gia đình mới sang bên ý. Thế là gặp tiến sĩ Kiều này thì bảo sang chuyển sang bên này chữa được, thì gia đình chuyển sang. Sang bên đấy thì chụp bệnh viện cho chụp chiếu lại ngay, thì chiều mí họ bắt đầu uống thuốc luôn. Ngay lập tức cả gia đình chị Tuyết đưa chị sang Bệnh viện Hy vọng mới ở Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội. Khi đến viện, chị Tuyết không thể đi lại được, não bị phù nề. Chính vì vậy, các bác sĩ đã cho chị điều trị nội khoa trước khi phẫu thuật. Tại đây, tâm lý và gánh nặng của gia đình đã vơi đi phần nào, với tinh thần phục vụ cũng như không khí thoải mái, không phải nằm ghép giường. Thì uống thuốc được ngày thứ nhất đến ngày thứ hai thì mình đã tự coi là đang từ nằm bệt thì mình đã tự nhiên mình bò được lên, mình ngồi được một mình dậy. Thế bình thường thì mình đang ăn ngày chỉ ăn cháo mà uống sữa được ít, không đáng kể gì. Thì lúc ý mình thấy đói thì mình bảo ăn cơm, thì mình ăn được cơm. Đến ngày thứ ba thì bắt đầu đòi đứng lên để mình tập đi. Thế là cứ mỗi một ngày uống thuốc thì thấy nó tiến triển rất là nhanh. Thì thuốc uống Kacimex với cả Pagarit Kid uống thì mình thấy là nó tiến triển nhanh, mà gia đình sang là mỗi ngày thấy nó tiến triển mỗi ngày một khác. người nó khỏe hẳn ra, ăn uống là mình lại ăn được cơm thì sức khỏe nó hồi phục rất là nhanh chóng. Thế đến ngày thứ 5 thứ 6 là bắt đầu mình đã tập đi được rồi. Có lẽ trong thời điểm ấy, cả gia đình chị Tuyết không thể ngờ mình lại có thể hưởng một cái Tết sum vầy. Nhưng điều kỳ diệu luôn ẩn hiện trong cuộc sống của chúng ta. Nó luôn đến bất ngờ như một món quà của tạo hóa. Giờ đây, trong ngôi nhà khang trang của mình, gia đình chị Tuyết lại được quây quần bên nhau để hưởng thụ những thành quả lao động mà mình đã làm ra. Chị Tuyết giờ đây lại được trở về với thiên chức của người phụ nữ. Hàng ngày, chị vẫn là nội tướng, lo lắng từng bữa ăn, sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Những công việc đơn giản mà đôi khi trước kia chị cảm thấy đơn điệu nhàm chán, thì giờ đây chị cảm thấy nó thú vị hơn nhiều. Còn anh Thanh, chồng chị, không ngại ngần giúp vợ vào bếp. Với công việc phải đi tiếp khách thường xuyên, nhưng anh Thanh giờ đây tận dụng tối đa thời gian để dành cho gia đình. Trải qua những biến cố trong cuộc sống, anh chị càng thấm thía hơn giá trị của cuộc sống, của tình nghĩa vợ chồng. Và không có những tình cảm ấy, có lẽ họ đã không thể vượt qua bao khó khăn để có được ngày hôm nay. Được như thế này là mình, cả gia đình và cả mình nữa, cảm thấy như là hôm xuất viện mà về đến nhà, mà về được đến nhà, bước chân được về nhà mà mình còn khóc rơi cả nước mắt đấy. Nghĩ là không, cái lúc mà ở bệnh viện Bạch Mai là nghĩ là không thể về được đến nhà được nữa. Nhưng mà mình cái hôm mà được xuất viện mà mình về đến bước chân vào nhà là mình rất là mừng là mình có ở bệnh viện ý mà có thuốc ý, thế là điều trị được như thế mà mình thoát khỏi được cái chết, mà về được cả gia đình lại được đoàn tụ này là mình không có gì là không có cái gì mà nói được ấy. Lúc cái cảm xúc mình không thể tả nổi, con cái mà kể cả con cái nó cũng mừng. Những hôm mà bị ở đấy thì nó bi quan, mà nó nghĩ mẹ như thế chúng nó cũng bi quan lắm, nhưng mà sang bên kia gái là thấy bệnh tình của mẹ như thế là bọn cũng là rất là mừng, nghĩ là hy vọng là sức khỏe của mẹ sẽ khỏi mà sẽ hồi phục. Rồi gia đình là chắc chắn là sẽ được đoàn tụ chứ không bị ảnh hưởng gì. Coi là mổ xong cái là cảm thấy cái tư tưởng nó thoải mái, mà mình phấn khởi, cả gia đình phấn khởi. Có thể nói là sau khi ca phẫu thuật đã hoàn tất rồi điều trị một vài ba ngày thì cơ thể của nhà tôi nó cũng đã hồi phục, phải nói là cơ bản là rất là tốt. Ăn uống ngày càng được ngon miệng hơn, ăn được nhiều hơn. Rồi là cái việc vận động đi lại thì nó càng ngày càng khỏe ra. Cho nên là tâm trạng của gia đình tôi lúc nó vô cùng phấn khởi. Vì mình đã hình dung ra hình ảnh này diễn ra ngoài trí tưởng tượng của tôi. Một điều kỳ diệu đến với gia đình tôi, đối với bản thân tôi, có thể nói là giúp vợ tôi vượt qua cái căn bệnh vô cùng hiểm nghèo mà tôi không tưởng tượng ra được. Tôi rất phấn khởi, rất mừng. Mà không biết cảm ơn, những lời cảm ơn đối với y bác sĩ cũng như bệnh viện, tôi không biết dùng từ nào mà điều kỳ diệu quá để dành cho gia đình tôi. Một điều kỳ diệu để mang lại cuộc sống, mang lại hạnh phúc gia đình tôi. Vô cùng biết ơn y bác sĩ bệnh viện, nhất là Tổng Giám đốc Nguyễn Phú Kiều, chăm sóc trực tiếp và từng ngày từng giờ hỏi han bệnh nhân và giúp cho nhà tôi có được một sức khỏe hồi phục như ngày hôm nay. Hôm nay vợ chồng anh chị lại đến viện để kiểm tra sức khỏe. Thật vui mừng và phấn khởi vì kết quả tái khám tốt như hy vọng của anh chị. Sau khi được phẫu thuật bằng dao gamma, sức khỏe của chị đã gần trở lại bình thường. Khối u đã nhỏ đi đáng kể. Trước kia, khối u lớn hơn 4 cm, thì nay chỉ còn 1,67 cm. Điều này đã khiến cho tinh thần của vợ chồng chị Tuyết lạc quan hơn và tin tưởng hơn vào sự tiến bộ của y học hiện đại. Và quả thật, với sự phát triển của y học, căn bệnh u não, một căn bệnh nan y đã được đẩy lùi, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh từ cõi chết trở về. Cứ thế cuộc đời vạn biến này lại cuốn ta đi, cho ta những trải nghiệm, những khúc quanh và ngã rẽ. Sẽ ở đâu và quanh có khúc nào thì ta vẫn chưa biết. Ta không tin vào số phận, nhưng có những lúc cuộc đời làm cho ta tin. Không là niềm tin tuyệt đối, nhưng là tương đối trong chừng mực. Có những lúc ta vui trong hạnh phúc, những hạnh phúc giản dị biết cười, là bữa cơm gia đình, là vòng tay ôm và sự ân cần của một ai đó, là bờ vai nương tựa của bạn bè. Và đôi khi, hạnh phúc là vì được xem một bộ phim hay, nghe được một bản nhạc có ý nghĩa, được gặp những người mà ta yêu mến. Ta cảm nhận cuộc sống giản đơn và đầy ý nghĩa như thế. Rồi ta cười và ngộ ra, à, hạnh phúc là đây. Chúng tôi đến gặp sư thầy Thích Thanh Trung, trụ trì chùa Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Trung Thành, Bắc Ninh vào một ngày chớm hè. Sư thầy Thích Thanh Trung là một bệnh nhân ung thư thanh quản, nhưng khiến chúng tôi khá bất ngờ vì giọng nói của sư thầy vẫn còn khá trong trẻo. Năm 2009, sư thầy Thích Thanh Trung cảm thấy mình bị khàn tiếng, khó nuốt. Ban đầu, sư thầy chỉ nghĩ mình bị cảm mạo và viêm họng thông thường. Nhưng sau đó một thời gian, bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Chính vì vậy, sư thầy đã được Phật tử của mình đưa đến bệnh viện để khám. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật. Những tưởng chỉ là khối u đơn giản, nhưng sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của sư thầy cũng không tiến triển là bao. Các bác sĩ khám và cho thầy biết thì tâm trạng của thầy là cũng khởi đầu thì cũng là lo lắng là bệnh này không biết là nặng nhẹ ra sao, và được các bác sĩ tư vấn là đây là khối u này là cái hạt xơ dây quản thì có thể là bóc đi, và thầy cũng theo các nhà khoa học thầy cũng sẽ chấp nhận là làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, khối u thanh quản vẫn tiếp tục phát triển khiến cho khả năng phát âm và chức năng nhai nuốt của sư thầy gặp khó khăn. Sau khi tái khám, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lại và tiến hành sinh thiết. Lần này, kết quả thật không như mong muốn. Khối u của sư thầy là khối u ác tính. Trước tình hình này, các bác sĩ đã quyết định mổ lại, tiến hành nạo vét các hạch và lấy hết chân. Sau đó tiến hành theo đúng phác đồ của các bác sĩ là tiếp tục điều trị hóa xạ trị. Vốn là người tu hành từ nhỏ, nên sư thầy Thích Thanh Trung đã quen với cuộc sống kham khổ. Chính vì vậy, nên khi đối diện với căn bệnh nan y này, sư thầy Thích Thanh Trung không có tâm lý dao động và suy sụp như nhiều người khác. Tiếp xúc với Phật Pháp, ông coi cái chết như một phần tất yếu của cuộc sống. Khi nào Phật gọi, ông sẵn sàng về cõi Niết Bàn. Nếu còn một hơi thở, ông cũng sẽ cố gắng làm việc thiện tâm, gieo quả phúc đến cho mọi người. Khi mà thầy từ lúc tấm bé mà thầy có cái tâm mà xuất gia ấy, thì khi mà xuất gia rồi thì thầy sớm tối thầy học kinh sách nhà chùa. Sau đó thì về cái việc mà nhân dân có sở nguyện gì thì thầy sẽ đi làm phục vụ những cái sở nguyện của nhân dân. Và khi thầy phát hiện căn bệnh đấy thì thời gian của thầy là tu luyện là sớm tối, và thầy sẽ vô tư về cái việc là theo Đức Phật là con người chúng ta phải có sinh có tử, nhưng mà thầy sẽ vượt qua được ở một cái góc độ của bản thân thầy đi tu. Và cái thời gian của thầy cũng không phải suy nghĩ gì, vì là sớm tối thầy để làm nhiều việc phúc, việc Phật, không có thời gian để mà để ý về những căn bệnh của thầy. Và về khoa học thì thầy cũng đã là phẫu thuật và thầy cũng có lấy thuốc để ngăn ngừa cái bệnh tái phát. Thế và thầy thì sớm tối thầy tu luyện như thế thì thầy tin tưởng là Đức Phật là từ bi và Đức Phật là cứu khổ cho chúng sinh, thì thầy sẽ bỏ qua những cái việc suy nghĩ đi và thầy sẽ tâm nguyện đối với Đức Phật. 3 lần mổ, phải thở bằng nội khí quản, tự chăm sóc cho bản thân mình, sư thầy Thích Thanh Trung đều vượt qua. Điều này chứng tỏ sư thầy có một nghị lực sống mãnh liệt. Có nhiều bệnh nhân sau khi bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư nan y đã suy sụp hoàn toàn, không còn ý chí để chiến đấu. Khi ấy, chính bản thân họ đã từ chối quyền được sống, được chữa bệnh. Họ đã đầu hàng vô điều kiện, chịu thua bệnh tật, chịu thua những định kiến của chính mình. Không chỉ tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, sau khi phẫu thuật, sư thầy Thích Thanh Trung đã sử dụng phối hợp điều trị với loại thuốc Kacimex của Viện Nghiên cứu Điều trị các Bệnh hiểm nghèo để ức chế sự phát triển lại của khối u. Đến nay, sức khỏe của thầy đã được ổn định, giọng nói đã phục hồi được 80%. Khi mà thầy uống thuốc Kacimex này thì như bản thân của thầy là thầy uống ngay sau khi phẫu thuật thì thầy thấy sức khỏe cũng vẫn cứ bình thường, ăn ngủ nghỉ thì vẫn là không có gì là thấy sự thay đổi, mà thấy nó rất là khỏe mạnh, tiến triển, cho nên là thầy sẽ yên tâm về cái việc uống thuốc. Đến giờ, mặc dù trải qua 3 cuộc phẫu thuật, nhưng sư thầy Thích Thanh Trung vẫn không hề run sợ trước bệnh tật. Sư thầy cho rằng dù chỉ còn một hơi thở, ông cũng phải lao động. Hàng ngày, mọi công việc ở chùa, ông đều tự mình làm lấy, cuốc đất, trồng rau, tạo cho ông những phút giây thảnh thơi, thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên. Trong ngày, bao giờ ông cũng dành một khoảng thời gian nhất định để nghiên cứu kinh Phật. Nhờ có Phật Pháp mà tâm hồn của ông trở nên thanh tịnh, không u sầu, khô héo vì bệnh tật, bỏ qua những tham sân si ở đời. Ông lấy cái tâm tĩnh để đối phó với bệnh tật. Cũng chính vì vậy mà từ thần chỉ có thể chạy theo mà không quật ngã được ông. Chết là điều chắc chắn. Chúng ta chỉ không chắc rằng khi nào cái chết sẽ đến. Chúng ta đã làm quen, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cho việc đón nhận cái chết thì mọi việc trở nên dễ dàng. Nếu khi không đối diện với nó, đó là một trạng thái tâm lý khủng khiếp nhất trong đời người. Không chỉ đối với người đang hấp hối, mà cả với những người thân xung quanh mình. Chết chẳng cần phải nhận biết thông thường như chuyện bệnh tật hay huyền bí gì lắm. Thực chất, với một chút khéo léo cần thiết, con người có thể kiểm soát được thời gian sắp chết của mình, và nó sẽ tạo cho mình một cảm giác bình yên. Để có được điều đó, chúng ta phải biết sự hoạt động của thức đối với một số người sắp mất. Điều này có thể được nếu chúng ta thực tập thiền định. Thiền không chỉ giúp chúng ta sống tốt mà còn giúp cho người sắp